cập nhật thông tin đấu giá biển số sáng ngày 29 tháng 8. Trong sáng ngày 29 tháng 8, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức đấu giá 3.000 biển số trong 3 khung giờ. Mỗi khung giờ đấu giá kéo dài 25 phút, người trả giá cao nhất đã sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Phiên đấu giá lần này nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện biển số sảnh tiến siêu đẹp 61K45678. Đây là biển số có lượng người chơi đăng ký đấu giá khủng nhất phiên đấu giá lần này. Không ngoài dự đoán, chỉ ít phút trên sàn đấu giá, biển số này được trả giá lên đến trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian sau đó, biển số 61K45678 không nhận được thêm nhiều lượt trả giá. Đến khi kết phiên, biển số này được trả giá 1 tỷ 205 triệu đồng. Đây cũng là mức trúng đấu giá cao nhất, được ghi nhận trong phiên đấu giá biển số buổi sáng ngày 29 tháng 8. Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.